rảnh ở đây nghe bà Cà Lâm đâu ha. Một ngày có tới 2 con người bước vô cửa tử, bà thấy có một mình tôi lo không? Trời ơi, trọng trách nó đè nặng lên hai cái vai tôi nè. Bây giờ bà đi chưa? Cô ơi, vậy ra ở trong cung có người vừa mới mất hả cô? Ừ. Ai vậy cô? Thì Trạng chết, chú cũng băng hà. Hả? Cô nói cái gì? Trạng, nhưng mà Trạng nào? Thì Trạng Tý đó. Hả? Chúa chuốt độc Trạng, cho nên là hả? Bây giờ tôi phải đi kiếm thái y đây nè. Cái gì vậy? Nè. Hả? Trời đất ơi, đã 2 vụ rồi, cho bây giờ còn thêm vụ này nữa. Sao hôm nay ai cũng chết vậy nè? Cô, lên đầu, cô. Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa? Để một lát nữa con xắt thuốc cho mẹ uống nha. Mẹ thấy khỏe rồi. Mẹ tưởng con có chuyện, ai dè con không sao là mẹ mừng lắm rồi. Mẹ đừng có lo, không ai hại được con đâu. Bá mẫu ơi, con hồ đồ quá, con không biết bá mẫu. Con xin bá mẫu tha tội cho con. Mà nghe nói cô kiếm ta. Nhắc mới nhớ. Thượng thư qua phụ chúa lẹ đi, chắc giờ chúa sắp chết rồi quá. Sao vậy, có chuyện gì? Thì tự nhiên chúa ăn đồ của thượng thư ăn, rồi co giật, rồi trợn trắng mắt lên. Nghe nói là thượng thư có thuốc giải gì đó hay lắm, cho chúa xin miếng. Để tao qua coi. Dạ. Mẹ có nghỉ ở đây đi. Để con đi chút, rồi con về, con đưa mẹ về quê. Con đi nha bá mẫu. Con thưa mẹ con đi. Chú Thượng ơi, đừng có chết bỏ tầng mà. Chú Thượng ơi, chú Thượng ơi, đừng có chết bỏ tầng mà. Chú Thượng, cha chưa chết mà người khóc như cha chết vậy. Chú Thượng nói cái gì? Hai tầng không có nghe. Chú Tường ơi, chú Tường phải sống dậy ở với Hà Tân. Chú Tường có chuyện gì vậy? Bầu đầu quá. Xin lỗi chú Tường. Chú Tường nói cái gì vậy? Chú Tường có chuyện gì vậy? Chú Tường đè cái chân đau quá. Xin lỗi chú Tường. Chú Tường, Người chơi ta. Sao hả? Chắc chú Thượng nghĩ thần chết chứ đâu phải chú Thượng đúng không? Cái câu đó thật la là chàng chưa chết chú đã băng hà. Thượng thư ơi, xin hãy làm ơn cô chú Thượng đi. Chắc ông cũng đang thắc mắc thuốc tôi mà tôi không chết chứ gì. Để tôi nói cho ông nghe nè, trời không bao giờ hại người ngay. Thượng thư, mọi chuyện đang gấp gáp lắm rồi. Tính mạng của chú Tượng giống như là ngàn cân treo một sợi tóc. Hãy cứu người, xin hãy cứu người. Vậy mới có câu, gậy ông đạp lưng ông. Chú Thượng, bây giờ chú Thượng muốn sống á, là phải từ bỏ ngay vàng, trả quyền lại cho Hoàng Thượng, cắt đứt với bắt treo. Trọng vốn vậy sẵn sàng nhường quyền hành lại cho chúa thượng, nhưng giết trẻ hại già, làm vua thì chỉ có hại cho dân mà thôi. Chúa ta lẽ rồi muốn sao cũng đỡ. Đáng ra là thần để chúa thượng chết luôn, nhưng mà chết vậy thì dễ quá, cho nên đây uống thứ này vô. Nghe ta nói, nhớ lời thánh truyền nè. Số ông chết là bởi tay những kẻ ông tin tưởng, nhớ đó. Thôi mình ra hàng thượng. Nói về chưa? Nói về mất tiêu rồi.
nghe nó nói một hồi ta tức ối máu chết cũng vậy. Cuốc đâu nè? Con bị đánh thuốc hả? Sao ông mát dữ vậy? Nhưng mà con không có sao đâu. Cũng hay là sư thầy cho ba liều thuốc. Bà Hà một liều, con một liều, chú Thượng một liều. Nay mai mẹ con đòi đi, cha Nu đừng có cho đi nha. Con khỏe re à, đâu có bị gì đâu. Còn nói không sao nữa hả? Mà tí, thuốc quý sao con đi cứu người ác chưa uống vậy? Dạ, con muốn cho ông thấy con nhớ hoàn toàn không có ác như ổng. Mà nếu ổng có ác thì kết cục ổng cũng tới đó thôi. Cha Nu đừng có lo. Bỏ hết đi, về đây dạy học cho nó yên. Con phải làm nhiều chuyện quan trọng nữa. Anh Tèo, sao bữa nay nín thinh vậy? Không có gì đâu. Tí, em đừng có vô cung nữa, ở trong đó nguy hiểm lắm. Không có sao đâu, em phải lên cung để giúp vua gạt chúa Thượng, nắm quyền để dân mình không phải bị chết vì đi phu đi lính, khỏi cống nạp cho Bắc Quốc, bớt xu cao thế nặng để dân mình được giàu lên như nước người ta. Kiếm được lá bùa rồi. Nè, mẹ nghe tí nói không? Tí làm chuyện lớn để lo cho mọi người. Mẹ biết người ta muốn hãm hại tí, mà sao mẹ còn nín thinh vậy? Đó. Hả? Ông thấy sao? Thứ bùa gì vậy? Có giải được không? Dạ, đạo bùa này rất hiếm và độc, không thể giải nổi. Đạo sư, bị hiểm bùa này có chuyện gì không đạo sư? Bùa này trấn hết phép thuật, kiệt lực dần mòn rồi chết. Không còn cách nào khác giải được sao đạo sư? Dù có khó khăn cách mấy, đạo sư cứ nói, phải cứu được thượng thư của ta bằng mọi cách. Dạ, bẩm hoàng thượng, chỉ có một cách duy nhất, phải có một mạng người thay thế. Nhưng thần lực cũng chỉ phục hồi một lần duy nhất nữa thôi. Mà nếu dùng thần lực đó thì thượng thư... Một lần duy nhất thôi sao? Vậy phải để dành, lỡ giặc có qua thì... Nhưng bà hạ, nếu thần không còn phép lực nữa thì vẫn còn bá tánh, bá quan đứng sau lưng bà hạ. Bà hạ đừng có nao núng nghe. Mà mọi người ơi, xin bà hạ và mọi người đừng nói cho mẹ con biết nha. Hoàng thượng dạ quý, dạ quý, dạ quý. Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm quốc vương đại việt muốn tạ lỗi cùng bá quan, thời gian qua để chúa thượng lấn ác, nhưng từ nay trẫm sẽ ngồi ở đây gánh vác trọng trách của mình. Hay, hay lắm, hay lắm. Hoàng thượng nói thật, nhưng mà hoàng thượng cũng phải biết, hoàng thượng muốn cái ghế đó hoàng thượng phải thủ đoạn hoàng thượng mới ngồi lên được. Hoàng thượng muốn chứng tỏ hoàng thượng khác hạ thần, đúng không? Vậy thì hoàng thượng có dám tuyên bố là sẽ chống lại Bắc Quốc hay là không? Nhờ thượng thư nhỏ xíu mà kiên cường kia, trẫm nhận ra trẫm không xứng đáng làm vua nếu không dám đương đầu. Bởi vậy từ nay không chỉ riêng Bắc Quốc mà mọi thế lực cản trở đất nước đi lên, trẫm quyết ra tay trừng trị. Trẫm tuyên bố từ nay dẹp chế độ phân quyền, chỉ mình trẫm và bá quan văn võ cùng xử lý triều chính. Hoàng thượng, hoàng thượng giảng tuế, giảng tuế. Giảng tuế cái gì? Im hết đi. Giảng tuế cái gì? Hoàng thượng đợi đó, các người đợi đó, đợi đó cho ta nghe. Buổi thiết triệu hôm nay bắt đầu, các khanh có điều gì muốn trình tấu hay không? Khởi bẩm hoàng thượng. Cấp báo, cấp báo. Dạ muốn tấu hoàng thượng, có 10 đạo binh lớn đang tiến về biên ải nước ta. Cái gì?
Con, để con đi cho. Không, để con. Con là bạn thân chí cố của Tím. Mày tình lanh hả mày? Cho dù bây giờ có cần một mạng người nướng cho cái lá bùa đó thì thằng Tí vẫn chết. Cái gì mà ngặt dữ vậy trời? Tại vì Tí phải lấy lại thần lực mà giật lại tới nữa rồi kìa. Con sủ. Đi đâu mà vội mà vàng vậy con? Nè, cái lá bùa gì đó kiếm ra chưa? Ủa lá bùa gì ông? Mày đừng giả bộ với tao nghe mày. Cái lá bùa đó mày kiếm ra chưa? Nói. Con đâu biết lá bùa lá ngải gì đâu ta. Được rồi, không nói phải không? Không nói thì thôi. Nói bây giờ á thì có thưởng. Nín thinh không báo á. Mà nay mai dân làng người ta biết mẹ con bay giấu á, tai họa ập xuống ráng chịu nghe con. Khỏi cãi mày. Nhất làng tèo con mày á, nghĩ sao nó không biết đúng không? Suy nghĩ đi. Nó là tội nặng nhất đó nghe con. Đừng trách sao tao không báo trước nha. Tao về à. Ông à. Hả? Chịu rồi phải không con? Chắc chắn không? Dạ. Kiếm được rồi mà ai giữ? Bệ hạ giữ. Giờ quan tính sao quan? À mà khoan, hồi đó quan nói với con á là nếu mà nó là thánh nhân thật á là mình giết nó hả quan? Thôi khỏi đi, đi về đi. Dạ. Khoan khoan. Cái gì nữa? Vậy là tự tay quan giết nó hả quan? Cứ để ta tính. Đi về đi. Dạ. Mà khoan. Cái gì nữa? Nó là thánh nhân. Rồi giờ mình giết nó. Rồi vậy có sao quan? Mà chưa hết đâu nghe. Nó đang đánh giặc. Mà giờ mình giết nó. Rồi giặc tràn qua. Rồi ai quánh? Ninh. Ninh. Có tin là ta cắt mỏ nhà ngươi không? Ta đã nói rồi. Bây giờ tình hình đã thay đổi rồi. Đi về đi. Dạ. Dạ khoan. Trời. Tiền. À. Quên. Được rồi. Ta sẽ nhờ người chuyển cho nhà ngươi. Dạ. Đi đi. Dạ. Dạ. Dạ quan về. Cây này lập được công lớn rồi, chắc tiền cũng bộn. Lá bùa đó thật sự là hoàng thượng đang giữ. Ta phải làm sao? Bẩm chúa thượng, theo thần nghĩ rằng là hoàng thượng chưa có cách giải lá bùa đó đâu. Người cũng thấy đó, bây giờ ta đang bị cô lập, phải dựa hết vào bên ngươi. Ngươi nghĩ đi, ta phải làm như thế nào? Muốn quỷ lá bùa đó thì một trong những người thân của thượng thư phải nuốt lá bùa đó, thì kẻ đó sẽ bị đốt cháy lục phủ ngũ tạng rồi tan đi. Khi đó thần lực của trạng sẽ được phục hồi, nhưng chỉ một lần duy nhất. Ta nghe nước của ngươi đang đục rịch đánh vô, nếu nó phục hồi là sẽ mang họa. Ta muốn giúp người, nhớ bẩm báo công lao của ta cho Bắc Dương. Nói đi, ta phải làm gì? Ta phải làm gì? Trước tiên phải quỷ lá bùa đó đi, không để cho một người thân nào của thượng thư nắm được. Thứ hai, phải giết ngài trước khi thần lực của ngài phục hồi. Muốn như vậy thì phải lấy lại cái lá bùa đó, tìm cái gì đó có giá trị để đổi. Cũng may là kiếm được lá bùa, nhưng mà phải cẩn thận. Này Hai Khanh, phải về chừng bên phủ chúa giúp ta. Hai Khanh nhớ chưa? Dạ nhớ. Hay. Hay. Nghe quân Bắc Triều tràn tới mà vua vẫn giả bộ tự tin trước bá quan, bản lĩnh lắm. Đâu có ai biết tướng nhà trời chỉ là cái bánh vẽ thôi. Thoải mái tự tại như vậy, chết tới nơi rồi đó. Chúa thượng, tới đây là để công kích Trẫm sao? Nếu không giải được đạo bùa đó, bệ hạ
lấy cái gì mà ung dung như vậy? Lấy gì mà chống giặc? Không có thần thánh, cũng còn bá tánh, còn bá quan nữa. Nếu vậy thì giải được bùa hay không cũng bằng thừa. Nè, cho xin đạo bùa đó coi chơi. Chúa cũng thấy đó, trẫm đang lo chuyện quốc sự. Thì thần cũng đang lo chuyện quốc sự mà. Ta có một thứ muốn đổi đạo bùa đó. Lệnh. Dạ. Dẫn vô. Ê. Mẹ. Tì. Mẹ. Tì à. Quỳ xuống. Mẹ. Thả mẹ ta ra. Tì. Mẹ không sao, đừng lo cho mẹ. Chúa thượng, ngài đúng là trẻ không tha, già không thương mà. Thả mẹ thần thư ra rồi nói chuyện. Thả ra hả? Ờ. Đâu có dễ như vậy. Ông muốn gì? Ta muốn gì? Hỏi hay lắm. Thằng nhóc như vậy mà nó hỏi hay lắm. Ta muốn làm vua. Ta muốn các người phải cút khỏi hoàng cung này. Ngay ngày mai ngươi phải thối vị. Nếu không ta sẽ giết chết hết. Cô bệ hạ, bệ hạ đừng có quên thằng nhóc này, nó đang bị yếm, không làm gì được đâu. Nếu trẫm không thoái vị thì sao? Thì cũng vậy chứ sao. Quân Bắc Triều tràn tới sẽ trừ khử cái thằng nhóc ma quái này, giết hết tất cả các ngươi, đưa nước Nam lại cho ta. Vua thượng, người sẵn sàng bán nước sao? Ta nói rồi, ta không từ bất cứ một thủ đoạn nào để ngồi trên cái ghế đó. Đạo bùa đâu? Đưa ra cho ta, không đưa ra là mẹ con nó chết chắc. Lên, bắt thằng nhỏ này cho ta. Dạ. Không, chú thượng, không được bắt con tôi. Chú thượng, đi. Chú thượng, bắt con ra. Tí ơi, trong một giờ nếu các người không giao nạp lá bùa thì sẽ nhận hậu quả tức khắc. Hiểu chưa? Giá gì phụ chúa? Dạ. Người lệnh cho quân phụ chúa sẵn sàng điều thêm mấy đạo quân đồn trú ở quanh thành đợi lên ta. Nếu mà vẫn chưa đem lá bùa qua, giết hai mẹ con nó rồi chiếm kinh thành, bắt giam bằng thượng. Bẩm chúa thượng, nếu lỡ bên đó đem lá bùa qua thì sao? Giết luôn, không tha. Bẩm chúa thượng, thay vì giết, tại sao ta không đem giải nó ra giao cho Bắc Kiều để chúng khỏi kéo quân qua, để khỏi cướp bóc ở ngoài thành, sẵn một công đôi chuyện. Ngươi hả? Sao ngươi hay quá vậy? Trời ơi, hết hồn. Vậy cũng được đó. Nghe lệnh ta, đợi cho quan binh sẵn sàng cho đến khi hoàng thượng hối vị. Không biết lá bùa đó nó nằm ở đâu, ở chỗ vua hay là chỗ của ông đạo sư. Phải chi mình đừng có đưa là mình cứu được tí rồi. Chắc là ở chỗ của hoàng thượng. Nhưng mà làm sao vô được chỗ của hoàng thượng đây? Con có cách rồi. Không có ai ở đây, không được vào. Đi đi. Dạ, con là Tèo, bạn của thượng thư. Chú biết con rồi mà. Con còn quen với vua nữa, cho con vào gặp vua đi. Con có chuyện gấp lắm. Hoàng thượng đang lo đi cứu thượng thư rồi, không có ở đây. Ngươi đi về đi. À, vậy vậy chứ con ngồi chờ được không chú? Thank you.
nên nỉ chú đó. Con nên lo cho thượng thư lắm. Đi mà chú. Đi về nhanh lên. Dạ. Vậy thôi lấy con quay lại. Không thể chờ được nữa, phải đưa lá bùa ra thôi. Cứu hai mẹ con thượng thư trước rồi tính tiếp. Bấm phải. Mẹ thượng thư lớn tuổi sức yếu, mình phải nghĩ cách quản binh. Bê hả? Vậy Khanh đã nghĩ ra cách gì chưa? Tạm thời bệ hạ cứ hứa thoái vị, tìm cách liên thủ với chú thượng để đối phó với ngoại bang. Sau đó bằng mọi giá thần sẽ lấy lại lá bùa. Đúng. Như vậy ta cũng có thêm thời gian điều binh khiển tướng đối phó với giặc. Được. Bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Thần nghe nói bên phủ chúa đang chuẩn bị động binh, chỉ cần trễ giờ mà không thấy lá bùa là lập tức chiếm lấy hoàng thành, nộp thượng thư cho giặc. Đến chỗ ta lấy lá bùa đem qua phủ chúa. Nhanh lên. Tuân lệnh. Khanh đi với ta, đi qua phủ chúa. Dạ.